mà các bạn qua đây tham quan. Ở đây là xã Chảo Phong. Dạ, nhà là anh Mohammed. Mang dệt thổ cẩm xà rôn khăn gằn. Làng dệt truyền thống. Dạ. Cái làng này là mình chuyên dệt gì hết sao? Có gì không anh? Hả? Có gì không? Chỗ này là chỗ mình đang giữ nghề truyền thống lại chỗ cho khách tham quan du lịch. Cái này là mình cũng đi du lịch rồi mình quay lại. Dạ, đúng rồi, anh du lịch anh quay. Rồi cũng đăng lên YouTube á, ai có xem thì. Biết sao? Có được không con? Dạ, đang dệt khăn gằn con cẩm thôi. Thì đi chơi rồi mình cũng đăng cho vui à chứ. Thì ai thích thì xem vậy đó. Người ta biết cái làng nghề của mình. Con chỉ có vợ chưa đây thôi. Ý là mình nhiều hộ vợ như vậy không? Có chỗ ăn đấy. Mình đang giữ nghề lại. Hồi xưa đó là cả làng. Bây giờ còn có 3 hộ nhưng mà hộ này là cái này là khăn gằn hả con? Dạ, cái này là sợi luôn. Cái này là có khách du lịch ngoài ta. Dạ, cái này là khách nước ngoài. Mình kết đến bên Châu Đốc với bên khách sạn bên Châu Đốc với là họ sẽ đem qua đây. Tức là tại vì cửa là sẽ có khách qua đây. Còn khách nào nữa. Khách trên bờ cũng có, khách dưới sông. Khách dưới sông rồi đi bằng cái tàu du lịch tới hả? Đi tàu du lịch mà nhà tôi có cái làm cầu cho khách dân. Bây giờ cầu đã đang nước ngập. Nước lũ dài nó bị ngập. Cái kết này là cũng dệt bằng thổ cẩm luôn. Cái này kêu bằng thổ cẩm hay gì không?
cái nghề là xà rông. Xà rông nam mặc. Xà rông phục của người Chăm này các bạn thấy này. Anh đi đâu về anh đi xuyên hả? Anh đi xuyên. Sao anh này anh mặc bộ đồ khác? Anh đi đâu có gì với mấy anh này cơ? Còn phụ nữ là có thấy cái nguyên mặt bộ đồ đen này sao? Nó có cái ý nghĩa gì? Đó, đó học. À, mình thích là mặc đó. Mình mặc kính đáo thôi. Họ không muốn sặc sỡ, bộ đen để không muốn cầm quý. Tại vì người Islam là không muốn người ta chú ý tới. Còn người Chăm là ra đường hay che mặt là sao? Thì khi mà theo phong tục của Islam á là phải che mặt. Nhưng mà Chăm, Chăm này là Chăm An Giang là khác cái Chăm Ninh Thuận. Ninh Thuận là khác nữa phải không? Chăm ở đây là Chăm Islam, Islam Hồi giáo. Hồi giáo Muslim. Còn Chăm Ninh Thuận là Chăm Bà La Môn. Chăm Islam là... Thì nghe nói ở An Giang này có dân tộc Chăm. Nhưng mà lần đầu tiên mình cũng tới đây mình tìm hiểu. Mình ở Sài Gòn. Thì nghe nói nhưng mà có lúc cũng gặp mấy người Chăm tới bán ở Châu Bốc. Nghe nói là Chăm An Giang. Chăm An Giang là Chăm Islam. Thì xuất xứ là ở Malaysia hay là Indo không? Malaysia. Là người Chăm của mình là xuất xứ là ở Malaysia đâu. Còn cái giải này là mình dệt luôn hả? Không, cái giải không có dệt. Chỉ là căng gần, chỉ là sợ đau. Nó khổ cẩm. Khổ cẩm mình là. Là dân tộc Chăm ở An Giang nha các bạn. Cái này mình có để giá không con? Giá. Giá là giá tiếng Úc đây à? Tại vì mình đa số mình lấy dùng để đứt khóa để ăn đồ. Mà đồ không lấy giá gì? Số dịch là tầm nước ngoài ra. Nói chung là nước ngoài nó thích những cái bây giờ thì Việt Nam mình cũng có qua cũng mua lưu niệm luôn. Tại vì ở đây cũng có như là áo đồ người Chăm nè, làm dân tộc Chăm. Như cái túi xinh xinh này là bao nhiêu tiền con? Cái này là bao nhiêu tiền? Cái này là để đựng gì? Tức là mình đeo dai là mấy cái này để cho nữ dùng hả con? Ở trong nó có ngăn là cô cho xem cái này để mua về làm quà cho con. Đây mới có cái ngăn có một ngăn. Này là có một ngăn một thôi. Còn cái loại nào có hai ngăn. Cái này bao cái này cũng giống cái. Mắc mắc nhưng mà giá chừng 80 thôi. Ủa cái này có đeo được không? Ừ. Cái này là giá nhiêu con? Cái lớn là 100, cái nhỏ 80. Cái này là 80 hả? Cái này 100. Hoặc là cái này cũng được nè. Cái này cũng được lắm. 4 đô là hơn 80 đô. Mình có quay đeo không? Tôi thấy là dễ thương rồi. Qua cảnh lợi mà cũng thôi. Đây là kho chỗ đây.
lâu lâu mình phải đổi thôi là ra đây. À, mình dệt khó sợi ha. Sợi nó trắng không đều, có mình phải đổi. Cái xưởng dệt mà lớn lớn ngay đầu cầu này mình nó dệt cái gì con? Cái đó là may công nghiệp. À nó công nghiệp à? Dạ. Cái xưởng may xưởng nào ngã từ mũi nữa? May công nghiệp, cái này là thủ công. À cái thủ công này mình mới quay cho người ta coi chứ còn công nghiệp ở đâu cũng có. Cái lạ lạ người ta mới xem. Thôi chào cô chủ hay về nha. Cảm ơn cô chủ nha. Cảm ơn tôi.